Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình AirDrop. Anh kia tổng giải thưởng là 10.000 USDT nha các bạn. USDT này tính ra tốc cần GVS nha các bạn. Thì để tham gia giá con này chạy trên tảng BNB Smart Chain các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn join vào hai kênh Telegram các bạn. Rồi follow hai kênh Twitter của nó luôn. Rồi các bạn like rồi bước xuống, các bạn điền địa chỉ email này các bạn, mỗi người nhận khoảng 5 đô tục cần này các bạn. Rồi các bạn đầu thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn tái cái logo này về, các bạn làm ảnh đại diện của Twitter của tất cả các bạn. Rồi các bạn câu trả lời của các bạn bấm Z đi. Yes là mình đồng ý nha các bạn. Rồi, thứ ba thì các bạn submit you theo cái hashtag này là cái username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. À còn MMO của anh nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ IP trên di chúc wallet nha tất cả các bạn. Rồi các bạn cũng mở cái bất cẩn copy địa chỉ tất cả các bạn nha, nghe thác của tất cả các bạn nha bạn. Quá hay gì mình sẽ làm một cái video tiếp tục thông báo cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm sao chép thôi các bạn. Các bạn lấy địa chỉ ETH. Tại địa chỉ với BNB Smart Chain nó cũng cùng chung địa chỉ ETH nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn, thì link tờ Twitter thì các bạn dùng một cái link đầu tiên nha các bạn, link retweet tan hai người bạn. Rồi các bạn cũng mở tờ Twitter của mình ra nha các bạn. Các bạn thay đổi anh đại diện logo của mình như mình nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Hai cái giống hệt, cái nào cũng được. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào mục chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn trở về một cái link form hồi nãy nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào đây nha các bạn. Gửi vào đây nè. Rồi các bạn một chi bấm gửi nha tất cả các bạn. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn nhận token C ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Sau này token này nó về sẽ list sang nào thì mình sẽ thông báo cho tất cả các bạn sau. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.